À, mùa hè thì chúng ta nên chọn cái sữa rửa mặt là dạng gì thì sẽ tốt cho cái da của chúng ta. Đấy, thực tế thì là mùa hè được coi là mùa của da mụn, tức là mùa hè thì nó rất là nắng nóng, mồ hôi nó có thể do là mồ hôi tiết ra nhiều này, rồi là xăng xe khói bụi và dầu nhờn nó cũng được tiết mạnh hơn đấy, thành ra là nó dễ làm bít tắc lỗ chân lông và nó kích hoạt cái vi khuẩn gây mụn dưới da hoạt động mạnh hơn, thành ra là da nó dễ bị mẩn, mụn và sẩn ấy. Đặc biệt là đối với những da mà đã tẩy nột da nhiều ấy và mất cái hàng rào bảo vệ thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là mẩn sẩn và kích ứng căng rát rất là khó chịu ạ. Thế thì là Fair Food luôn khuyến cáo khách hàng là chăm sóc da là quan trọng nhất, chúng ta phải bảo vệ được cái hàng rào bảo vệ của da. Trong đấy thì ngay cả từ việc cái chọn sữa rửa mặt, chúng ta phải tránh các cái sản phẩm kiểu chứa nhiều axit này hoặc là cồn này. Có rất nhiều người nghĩ rằng các sản phẩm rửa có cồn thì nó sẽ làm sạch da rất là sâu, sạch cảm giác người ta có thể cảm giác được cái độ sạch của trên da đối với các cái sản phẩm mà có cồn. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng các cái sản phẩm chứa cồn ấy lâu dài hoặc là axit ấy thì nó sẽ làm mất cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta, làm da của chúng ta khô hơn và là tăng cái độ nhạy cảm da đấy, và dẫn tới là cái việc là da của chúng ta có thể là bị mỏng hơn, kích ứng hơn và nám sạm này. Thành ra là để mà chọn cái sữa rửa mặt tốt nhất cho da thì tốt hơn là chúng ta nên chọn các cái sản phẩm hàng tự nhiên thực sự và dạng bọt. Đấy, dạng bọt thì như ở Fair Food thì có rất nhiều các cái thương hiệu tốt. Hiện nay hôm nay thì chỉ còn hai loại này thôi, tức là của Tiana và Cora ấy. Thì là cái công nghệ của nó là công nghệ micellar dạng bọt, nhưng công nghệ micellar nó giống như một cái thỏi nam châm ấy, nó có thể hút bụi bẩn này, và trong cái sản phẩm nó có các cái thành phần dầu tự nhiên, nó làm tan cái dầu tích tụ ở cái năng lông của chúng ta đấy. Và đặc biệt là cái sản phẩm của Cora này thì nó còn ổn định cái nền vi khuẩn dưới da đấy, nó có tác dụng có lợi cho nền vi khuẩn dưới da, thành ra là nó sẽ ức chế được cái vấn đề là mẩn sẩn mụn, và nó rất tốt cho đối với lại da là nhạy cảm này, da mất lớp bảo vệ này, da yếu này và da khô này, da bình thường này. Thành ra là các bạn có thể tham khảo trên trang của Fair Food để mình có những cái sự lựa chọn chăm sóc da tốt nhất, vì cái sữa rửa mặt nó rất là quan trọng, để chúng ta phải dùng những cái dòng nó tốt thì nó sẽ thông thoáng da, từ đó oxy và dinh dưỡng vào da tốt hơn. Thì việc chúng ta bôi serum hay là đắp mặt nạ hay là các cái dầu dưỡng ấy, nó sẽ được hấp thụ tốt nhất và nó mang lại cái hiệu quả cao nhất ạ.